Vô vô mọi người ơi, vô vô vô. Hôm bữa con chuột cắn tao hả mày? Không người. Rồi, chào tất cả mọi người. Hôm nay ngày 27 này. Tính ngày hôm qua trời tới giờ đi thăm cái đầu mưa tới quá trời mưa. Rồi, anh em này để hai anh em này đi. Này thêm gương mặt mới. Ai có xem video chứ video này sẽ biết. Cái đầu tiên vô bị gác quá, gác rút gác ra đặc biệt. Cái thứ hai chốc lỏng ta không có hiện tượng gì. Chuột con cây ớt quyền thoại nè, từ gốc mình tới trên cao khỏi đầu mình luôn, trái quá trời trái. Ớt chi mỹ á, ớt này giờ hiếm dữ lắm, hiếm trái chưa già không chưa chín. Cái thứ ba này biết sao đây, được rồi, sấy ngắn ăn chuột tối rào rào mất tiêu. Nặng 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 ôi, lúa nhiều nước thấm nước mưa nặng chuột còn. Kim gu ta chuột còn nữa. Thì đây hoài im quá, im mà không có đại tâm đơn đơn giản vậy thôi, có là có. Hy vọng được tới tới cái bẫy huyền thoại của tôi đây. Này coi dòng đây. Bóng bóng nữa ta. Dễ ghê à. Chuột con. Mưa lỗi hôm luôn trời. Chuột con gì đây. Chuột con. Này qua điểm mới rồi. Nãy về ngoài dưới con kẹt đầu rồi, xe đông quá rồi, không qua. Bình thường không? Thôi trời chuyển qua tới hù, giác này đặt hết biết đừng kiếm rồi. Qua đây không bà nội. Thấy không? Lộn ơi. Hai thằng đảo qua đảo lại hồi xếp lép đi. Coi chưa, vẫn còn đang tìm. Đừng nói mắt nha ông cố.
lúc đi trong nữa không? Không nhớ luôn. Trời ơi, cuối cùng tìm ra rồi, cũng mắc rồi chứ. Anh ấy đã tìm ra cái bẫy. Rồi, chuột con. Chuột con. Không có hiện tượng để lúa ra gì hết. Cái thời điểm đầu tiên dính được con cũng bị chết như cái mặt này nè. Quay lại coi, nặng giấy. Đủ khủng long đó. Đập nó, đập nó. Sức chưa? Chịu sức chưa? Sức nha. À, đủ đủ tài đó. À, cuộc hẹn không gặp, không gặp mà đến nè. À, không có hẹn cũng vẫn gặp. Chui thấy bà lội. Đây đây, tôi lại thăm cái kia. Nặng cây. Để như hiểu ta. Vô mọi người ơi, vô. Hôm bữa con chuột cắn tao hả mày? Con ngựa. Con ngựa có con bự không? Vừa. Nè. Nè, để coi đây. Đó, chơi nó đi, dẫn nó đi. Con cây nữa. Làm như mới đủ con lông linh dữ ta. Đồng nhận đủ con lông này, ghê quá. Lông nặng. Lớp nặng lông, nặng giá. Nặng đó, 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 đưa cái mỏ ra kìa. Đặt xuống á. Cầm đi, cầm đi, cầm đi, cầm đi, cầm đi. Cho nó cầm đi. Này. Đó. 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 Chị chịu hổ hán nữa rồi. Nè. Nè, chị chịu hổ hán nè nè. 1, 2, 3. Con này chắc cũng cỡ 400 gram. Nó không... Nửa ký chứ. Tầm nửa ký. Đó, hổ hán. Bập, bập. Bập. Cắn thù kiến cắn. Xí nhục mày đó. Dạ xỉu rồi. Dạ xỉu rồi. Dạ. Đặt là tên đó. Khai mạc đầu tiên. Vậy đó, dính mấy vô găng nè. Vậy chưa. Giỡn chút xíu thôi mà vậy đó. Giỡn chút xíu em quạo cắn vậy thôi. Mắt mày tình chứ chuột cắn mà lại bị gắn cắn. Chào anh. Chuột con. Ngọn dính được tới dính. Cứ nghĩ gì đấy. Cái này cái cuối cùng là khui đi. Ờ, chỗ đó đó, chỗ đó.
bên kia, bên kia, ừ, bên kia nhìn qua. Nhìn ghe này hả? Chúa còn không? Chết nè, kỳ bà nội, chuột nhỏ không? Nhỏ chuột bự. Chuột bự hôm bữa, yếu mà. Kẹt đầu, cấp cứu lẹ. Quá nhiều, cỡ nhiều. Kẹt đầu quá rồi. Chuột còn không? Chuột mắt hả? Chuột còn luôn hả? Mới vô rồi chưa cắn. Chuột bự mà. Mày xỉu không? Nè, rồi sổ cây đây. Trời ơi, trời nó. Tôi khoan rút rút gắn lại xíu, dướng gắn lại. Đó nè. Rồi. Má nó ôi chục ra. Bò chết mẹ. Thế bậy, số lên trên. Thú chứ hâu gì, chuột phải thú. Nhìn hết muốn ăn mắm. Trời trong. Trọng, gắn trọng. Nhử đuôi chứ không? Lời lời. Được rồi. Tôi gọi này lập công nè, lập công nữa. Nè, lập công bắt nhỏ đó hoài bà nội. Khi nào được ăn xá? Khi nào chứng giá bệnh kia được ăn xá không? Đi 2 tháng 9 ăn xá cho. Gán đợi nghe này mới có tháng tháng 6 rồi nè, gán đi con. 3 tháng nữa mày năm đó nữa được ăn xá. 3 tháng quân trường nữa ăn xá nè. Hay là đưa em về đất mẹ. Ăn xá, ăn xá. Chưa dòng xó nọ đó. Dập đầu le lử luôn. Có mùi hành rồi đó bà con ơi. Nãy không ỉa trời, ỉa vô tay mà chiều nay gì mày lấy hành mày nêm vô bả. Nghe nói hôm nay mày cúng 1 năm vậy đó. Trời ơi. Đi, cúng 1 năm mẹ quên đi mua hành để con cho mẹ miếng hành. Dính con ngựa bị gạt đầu nữa. Chết luôn rồi, sao không nổi rồi. Cái này trời mắc mưa. Thật toàn chuyện gì được không. Gắn dính cũng chết. Xong. Rồi, vô mồi mấy cái bẫy này đặt lại mọi người ơi, kết thúc dành đây luôn. Cái mặt nó nặng giấy ghê. Mama, mama úp nè. Mày hết đó, anh quỷ. Mày hết đó luôn là gì? Làm cái nó dục. Chuột nó nuôi luôn á, đây cả tháng trời rồi đó. Nuôi đầu tháng. Mà đây mà năm. Kết quả này thăm bẫy là thắt à. Toàn tập luôn. Có mặt này nè. Đó, đó, quay đầu nghe mày đó. Chơi nó ta. Dân này về bằng chuột làm món khác rồi. Dạ, có gì chậu gà vậy? Không sao đâu, không sao. Chuột nuôi giết nó bự bự được bự lớn á. Dẫn thử à. Cắt bỏ đây không? Nuôi hạt này dính đường thỏ. Nuôi. Này đi ra mày. Cắt đầu bỏ luôn chạy. Bỏ đầu hả, lấy đầu. Cắt ngang mắt á. Cắt ngang con mắt gì lỗ tai này. Lỗ tai ông lấy ra là đứt rồi, chạy ra mà. Thôi để nhậu quá ơi. Giờ mới đủ mới chạy đây nhiều. Tiếng hồ. Mẹ chứ. Hả? Không anh mày chứ để cuộc đời em chưa tin em nữa sao tin anh được. Nè món gì mày giới thiệu luôn Tùng? Dạ đây là món phở sa tế nướng à. Có siêu cay không? Tôi nãy tôi giới thiệu siêu cay, tôi đã giới thiệu siêu cay rồi đó. Siêu cay giống như lẩu Thái, siêu cay khổng lồ đêm hôm vậy đó. Chị ơi quay. Chặt miếng bự gì nào chín bà nội. Ở đây đó. Cái nhỏ đòn dĩ. Kẻ là bao đó nè. Lấy thủ nó không thề Tùng. Quá rồi. Quá rồi. Còn coi cái này cho cái thao. Quá giờ thịt rồi. Dở cái thao lên chân. Chậm thao chưa. Trời, ta để lên trên nêu nướng với bà nội rồi đốt than chi dữ hả? Để chi dữ hả? Đốt than chi ra đi. Để dơ đừng để thiếu. Để dơ đừng để thiếu. Nè còn nước chưa? Để chuột đây nước lần lần nữa. Rồi cưng, nướng gì vừa thôi, để chuột vô. Ừ, để vô, ít nướng chuột vô. Bây giờ nhột mình nướng riêng. Nướng chung luôn đi, mày nướng riêng biết gì nào tao ăn được. Nướng hết thằng.
Trời ơi, chỗ cây nướng sao, anh đừng cãi em. Cái cây gấp đâu mà Thiện? Cái cây gấp nhỏ nãy rồi. Cái gấp bên bàn quá đó. Bên bàn quá còn gấp. Cái gấp nhỏ dùm anh chứ. Dọn qua đây. Dọn hết rồi. Đó, vô cái này hồi chấm hơi nhiều chút tại nó hơi lạc. Chưa quá có chấm không? Chưa biết lạc á mặn. Lạc. Lấy hũ chao, cái keo chao bự lên chứ mày. À, nước chấm để con làm cho con Nam ơi. Keo chao nó ngon lắm rồi. Đi rồi để đường nhiều quá. Gì vậy? Ăn gì đi đường chơi. Trời ơi. Có đường. Hai chén không chồng rồi được rồi. Chao. Ta. Chuột nãy hả? Ký ký ngoài à. Mười mấy con không? Chuột nãy mười mấy con không? Mười mấy con không? Thơm quá thơm Tùng ơi. Thật hơi chân Tùng ơi. Đây có không? Anh mình đó, chút đó. Có mở làm đâu? Lấy cây dầu làm mở được ha. Nè bỏ ngoài đi cho nó ra. Còn yếu lắm. Hồi nào đây, mai có về nhà không nè, làm gì nè. Mấy bay không về, mấy bay gán chịu đi, tao cho hay rồi. Đúng, mẹ tao gửi hình lên rồi đó, nhìn đi rồi nó quyến. Đéo lên từng cái. Trời. Cho hay rồi không chịu rồi, về hơn không? Ba mày nói gì vậy thì? Ai biết đâu. Gấp theo qua không? Bia đây thôi. Vô ngồi đi. Bắt nướng luôn rồi đó hay gì vậy? Ừ. Hết được nướng rồi. Đúng như được đâu chứ mà cháy. Ủa con bạn chuyện mấy thằng đi đi. Gom lại luôn Nam ơi, gom ngồi sát sát nhau. Lạnh mà. Luôn. Luôn. Mặt buồn dữ mày. Rồi anh hai uống hồi sáng uống rồi. Chết bà chết ngoại không? Ông không ra vậy? Không. Nhất đi nhậu đâu ngoài ông thầy đó ngoài. Nghĩ là nghỉ đi hà, nghỉ dơ luôn đi. Đồ mấy con chuột trắng trắng xuống Tùng. Không nói vậy anh ơi. Không tắm hả? Thấy nó nằm trên vách kìa. Tại vì sau đấy mà nó dính luôn qua cái kia chứ nè. Còn ở dưới kia rửa đi. Hết trơn á, hồi nãy con kia không có. Yếu lửa không? Yếu lửa gấp than qua. Gấp than làm gì để hồi để dưới kia nước mình. Ờ gấp vô kia nào rồi. Còn đi không ăn gì đâu. Ok, con bắt nó ra. Con nhỏ. Con làm gì nè. Con nhỏ kìa. Nhỏ chịu hết mà. Phải là nhỏ nhỏ con. Điện con mất máy luôn trời. Con chữ chết chết luôn. Chữ em nãy không vô là mày lỗ trong gửi đó. Này, để điện ai nữa mà. Còn ở đây để gì nữa? Còn ở đây để gì nữa? Rất là mày. Mày lấy chén, mày lấy đồ, kêu cái gì vậy chứ điện gì nữa. Chính vậy không? Ta nói chưa nè hả? Tưởng chính đưa làm 7 miếng rồi. Dám đưa thiệt lắm mà, thôi nghỉ đi mà ơi. Đâu anh? Thôi nghỉ đi. Đủ mấy uy tín. Thôi nghỉ đi. Quá rồi, quá rồi, gặp chuyên giá rồi. Gặp chuyên giá thối thằng không? Chuột chúa đó. Thiện cái nó không hoài mà. Ra cái nào dứt con này con gái. Nuôi trong cái nghe lòng đó hả? Dạ, nuôi trong lòng chung mấy chuột nhỏ đó. Bắt rồi nuôi hay sao? Con còn bá, con mua rồi nó rộng chung để đi đặt bẫy đó. Rồi mấy cái này bẫy nó dính nè, rồi nó quá trời bự rồi để dành rộng thiết chung luôn. Này gom nhiều nhiều nha. Tôi giao lúc đầu ai nướng nướng, chủ nhà nướng, cuối cùng tôi nướng cho ta. Thì mày nướng mày ăn, mỗi năm nướng mày không ăn. Rồi xong. Đây con nướng này mình ăn ngoan bên đây. Nhà bự. Trời ơi, trời ơi, mày thương tao dữ lắm, biết mày thương tao. Thương tao cho tao uống tràn mướn họng tao phải không? Chú Bảy ơi, đầu quá mới uống chú Bảy. Rồi, mời cả nhà luôn. Vô Tùng ơi. Vô Tùng ơi. Đấy, mày nói mấy anh. Mày nói nặng, nặng nó nhẹ mấy anh được rồi. Uống ngủ. Uống ngủ gì? Nay nhậu gì nè, chứ không ngủ đâu rồi, ngồi nhậu ngủ nha. Nó mày gì vậy?
nhậu mày uống ngầu mấy cái thằng ăn nhậu chứ bữa đó ông chung mày nói cho sai nó có đây rồi canh cái gì mà bữa nay mình dưới đây mình thăm bảy thác phải không vậy này mình đi ăn một năm ké vậy ông anh này đặt đúng không ờ hai anh em à đồng nghiệp nè tao lâu lâu tao sọt dương bữa thôi cái mặt mày nắng giá lâu lâu vô cái tao muốn chết ta chân đó tao chính xác nào nữa cái không vô nó có hai ba trăm không cái này cái gì chứ cái này mà nó đúng á đúng không đúng, tôi nhìn clip tôi biết mà nhìn clip tôi biết mà chết luôn rồi cái hàng nhỏ cái đâu là nhỏ cái này chào không theo nói ra hoài dặn nữa cho lên trên kia luôn nói được hoài tối nay nhìn cái gỡ không còn một cái gì thế có đặt trong rộng nền nhà tao người mà của bác năm chống ít chống nhiều đặt rồi ít rồi đặt rồi đặt rồi vô trong cái không có hàng mới đặt rồi anh trai uống cái uống đón gặp cái lợp cái cây cầu cây cầu có ở ngoài nhà vậy 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 con này về trước luôn con năm ơi về đi trời về đi trời ơi mày hết hả cô bê gì mà đủ cái kìa mày lẽ mày nhắn tâm đi bỏ cái dĩ đó mà lại sao không mặt đây, cái mặt mày tao biết à? Liều mày mạng mày liền chứ hết không mà uống chơi sao lại không ông làm ăn mà ông anh ông chẳng chịu rồi đó họ quýnh ông sao tôi gan gia đình gia đình bên này mày chuyện gia đình ông xử lên sao rồi mời cả nhà vô luôn nha rồi vô vô này vô qua YouTube ơi quê tèo của mày đó không hài lòng hả quậy phát tàn cái rồi mấy mày vừa mặn không ê sợ gì sợ đủ mà tao ngồi tao ăn siêu đủ mà nó quay lên đưa nó nhịn miệng ăn xấu bà cố thì có sao tao nói vậy thì tình bộ mày biết bạn nó bình luận nhầm nhầm chút á tại vì tôi nó tại chỗ luôn sướt thì đủ ổng sướt nhiều miếng vậy đó nó trong vừa bánh dí ngon nhưng mà đặt có không không.